Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 15 tháng 7 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần cuối bài viết về tệ nạn sát hại các trẻ em da trắng Albini bên Phi Châu. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 12, từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy, vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Người Pha-ri-sêu thấy vậy mới nói với Đức Giêsu: "Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát." Người đáp: "Các ông chưa đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách luật rằng, ngày Sa-bát, các tư tế trong đền thờ vi phạm luật Sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay, ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa. Nếu các ông không hiểu được ý nghĩa của câu này, ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, con người làm chủ ngày Sa-bát." Anh chị em thân mến, trong sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2016 sẽ được cử hành vào ngày 23 tháng 10 tới đây với chủ đề "Giáo hội có sứ mạng loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa là con tim đang đập của tin mừng." Đức Thánh Cha nói rằng, "Giáo hội công bố lòng thương xót ấy ở mọi ngóc ngách của trái đất đến với mọi người, nam cũng như nữ, người già cũng như người trẻ và các trẻ em." Và Đức Thánh Cha còn viết tiếp, "Lòng thương xót được diễn tả cách cao đẹp nhất và trọn vẹn nhất nơi ngôi lời nhập thể." Đức Kitô mặc hải dung mạo giàu lòng thương xót của Chúa Cha. Người nói và giảng giải về lòng thương xót bằng hình ảnh và dụ ngôn, nhưng trên hết, ngôi lời còn là hiện thân và nhân cách hóa lòng thương xót ấy. Khi trả lời cho thắc mắc từ những người Pha-ri-sêu sau khi các môn đệ bứt mấy bông lúa nhằm ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu tỏ cho thấy đó chỉ là cách họ giải thích luật cách vụ hình thức, không có lòng bác ái khi thực hành lề luật.
Trích đoạn tin mừng cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu, đấng Messiah mà toàn dân mong đợi, đã đến để điều chỉnh và kiện toàn luật Mô-xê, nhất là luật ngày Sa-bát, và để tất cả lề luật được thực thi đúng ý Thiên Chúa. Hơn nữa, lời giảng dạy của Chúa Giêsu còn tỏ cho thấy cốt tủy của mọi lề luật, đó là yêu thương và nhân nghĩa với tha nhân. Thiếu tinh thần này, mọi việc coi như linh thánh nhất như giữ luật ngày Sa-bát trở nên vô nghĩa và chỉ là những gánh nặng đè lên người dân mà thôi. Đây là lý do Chúa Giêsu khuyến khích mọi người hãy học cho biết câu: ta muốn lòng nhân từ chứ không muốn hy lễ. Phải, lòng nhân từ phải là căn bản cho những phán đoán của các tín hữu đối với người khác. Năm thánh thương xót là cơ hội thật đẹp để người tín hữu thực thi những lời Chúa dạy, để rồi hòa giải, tha thứ, yêu thương và thương xót như Thiên Chúa Cha. Vì đó là sứ mệnh mà chính Chúa Giêsu đã trao phó cho những ai muốn trở nên môn đệ của người. Lạy Chúa, xin giúp chúng con vượt qua được tinh thần vụ hình thức trong đời sống đức tin, đặc biệt là có tâm hồn nhân từ yêu thương như Chúa, để biết cảm thông và đối xử với anh chị em chung quanh mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Amen. Người Chúa là cội nguồn sức sống vô biên. Người Chúa là điểm tựa cho con hằng cậy trông. Người Chúa là đường vào sự sống vinh quang. Người Chúa là tất cả con nguyện luôn bên đi. Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Hoa Kỳ. Tuyên bố của Đức Giám mục Giáo phận Dallas về vụ nổ súng giết các viên chức cảnh sát. Đức cha Kevin Farrell, Giám mục Giáo phận Dallas, Hoa Kỳ, đã ra một tuyên bố sau vụ nổ súng giết chết 5 nhân viên cảnh sát và làm bị thương 9 người khác trong thành phố. Ngài nói rằng, mức độ bạo lực ở trung tâm thành phố Dallas vào đêm thứ Năm mùng 7 tháng 7 thật đáng sửng sợ. Đức cha nhấn mạnh, mối quan tâm đầu tiên của chúng tôi hướng đến những gia đình đã mất người thân trong vụ tấn công thảm khốc này. Tất cả mạng sống đều có giá trị. Dù là người da đen hay da trắng, Hồi giáo, Kitô giáo hay Ấn Độ giáo, chúng ta đều là con cái Thiên Chúa, và tất cả cuộc sống con người đều là quý giá. 5 viên chức cảnh sát đã thiệt mạng, 7 nhân viên khác và 2 thường dân bị thương trong một loạt các vụ bắn tỉa khi kết thúc một cuộc diễu hành rất ôn hòa nhằm phản đối vụ giết những người da đen gần đây tại Baton Rouge và Minneapolis. Theo Đức cha Farrell, vụ nổ súng này nhắc nhở chúng ta về sự nguy hiểm mà các nhân viên công lực, những người bảo vệ chúng ta phải đối diện. Chúng ta đã bị cuốn vào một vòng xoáy bạo lực không ngừng leo thang, mà giờ đây đã chạm đến chúng ta, sau khi đã hoành hành trên khắp đất nước này và trên thế giới. Đức cha Kevin Farrell nói thêm, chúng ta không thể đánh mất sự tôn trọng lẫn nhau, và chúng tôi kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo dân sự của chúng ta phải thảo luận với nhau và làm việc cùng nhau để đi đến một giải pháp hợp lý nhằm chấm dứt tình trạng leo thang bạo lực này. Chúng ta hãy cầu xin Chúa là Cha trên trời, soi sáng tâm trí và trái tim của tất cả mọi người, để họ biết làm việc cùng nhau cho hòa bình và sự hiểu biết. Chúng ta hãy nhớ lại lời của Đức Thánh Cha Phanxicô:
xin Thiên Chúa của Hòa Bình khơi dậy một khát vọng đích thực cho đối thoại và hòa giải. Bạo lực không thể được khắc phục bằng bạo lực. Bạo lực phải được khắc phục bằng hòa bình. Tin Jordan. Jordan không ghi thông tin tôn giáo trên thẻ căn cước. Hôm thứ Tư, mùng 6 tháng 7 vừa qua, chính quyền Jordan cho biết thẻ căn cước mới đang thay thế dần dần thẻ căn cước cũ, sẽ không ghi chú tôn giáo của các công dân. Tuy nhiên, thông tin này sẽ được ghi vào vi mạch điện tử, cùng với các thông tin về nhóm máu, dấu vân tay, mã số thuế, bảo hiểm y tế hoặc giấy phép lái xe. Nhà cầm quyền Jordan giải thích, thay đổi này nhằm tăng cường an ninh quốc gia và giảm thiểu nguy cơ gian lận trong các cuộc bầu cử vào tháng 8 sắp tới. Đồng thời, thẻ căn cước mới cũng giúp chống lại nạn kỳ thị tôn giáo. Tháng 3 vừa qua, Gemanto, một công ty của Pháp chuyên về an ninh kỹ thuật số, đã được Bộ Thông tin và Công nghệ Truyền thông Jordan lựa chọn thực hiện chương trình thay thẻ căn cước mới của quốc gia này. Tin Iraq. Giới trẻ Iraq sẽ đọc kinh lạy cha bằng tiếng Aram tại Đại hội Giới trẻ Thế giới. Sẽ có hơn 200 bạn trẻ từ tất cả các giáo phận của đất nước Iraq tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới vào cuối tháng 7 này tại Krakow. Và tại buổi đi đàn thánh giá, trong khuôn khổ của đại hội, một số bạn trẻ đó sẽ có cơ hội đọc kinh lạy cha trước mặt Đức Giáo Hoàng bằng tiếng Aram, ngôn ngữ của Chúa Giê-xu. Đức Giám mục Basen Salim Yandu, thuộc nghi lễ Kanbian, sẽ đi cùng giới trẻ Iraq đến Ba Lan. Trong đoàn còn có cả Đức Tổng Giám mục Bashawada, khoảng 10 linh mục và 7 nữ tu. Ngài nói rằng, đó sẽ là một khoảnh khắc quan trọng đối với tất cả chúng tôi, để củng cố đức tin và tình hiệp thông với toàn thể giáo hội của Chúa Kitô. Phần lớn những bạn trẻ này đến từ các giáo phận như Baghdad, Kirkuk và Erbil. Ngoài ra cũng có một số bạn là những người tị nạn đang sống tại khu tự trị người Kurdistan của Iraq, sau khi họ cùng với gia đình bị buộc phải rời bỏ làng của mình ở đồng bằng Ninive. Giới trẻ Iraq chuẩn bị cho Đại hội Giới trẻ Thế giới bằng các cuộc gặp gỡ cộng đồng. Rồi đến ngày 19 tháng 7, trước khi sang Ba Lan, họ sẽ quy tụ một ngày để cùng nhau cầu nguyện, hát thánh ca và lãnh nhận các bí tích theo thể thức năm thánh lòng thương xót. Ở Krakow, tại buổi đi đàn thánh giá, một số bạn trẻ ấy sẽ đọc kinh lạy cha bằng tiếng Aram. Đức cha Basen Yandu nói, bằng việc cử hành này, giáo hội làm sống động lại cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Chúng tôi cũng sẽ kết hiệp sự đau khổ của đất nước chúng tôi với sự đau khổ của Chúa Giê-xu. Trong những ngày đại hội, các thanh niên thiếu nữ Iraq sẽ kể những câu chuyện về trải nghiệm của họ với các bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới. Rồi khi về nước, chúng tôi sẽ tổ chức một hội nghị toàn quốc để những bạn trẻ trở về từ Krakow chia sẻ trải nghiệm của họ về đại hội. Như vậy, chúng ta sẽ cảm nghiệm được rằng ai cũng có thể sống niềm hy vọng và niềm vui hiệp thông trong Chúa Kitô với toàn thể giáo hội, mặc cho những khó khăn mà chúng ta gặp phải trong cuộc đời. Chúng ta sẽ nhận ra rằng, không cần phải chạy trốn, không cần phải di cư, nhưng vui sống hồng ân Chúa Kitô ở chính những nơi chúng ta được sinh ra, ở nơi chúng ta được gặp Chúa Giê-xu, để lắng nghe và loan báo tin mừng. Tin Vatican. Tòa Thánh vẫn giữ nguyên quy tắc phụng vụ hiện nay khi cử hành thánh lễ. Sau khi Đức Hồng Y Robert Sara đưa ra đề nghị là trong mùa vọng, thánh lễ được cử hành hướng về phía đông,
nghĩa là quay lưng lại cộng đoàn. Tòa Thánh đã đưa ra minh xác rằng, không có hướng dẫn mới nào dành cho việc cử hành mùa vọng cả, đồng thời nhắc lại những quy tắc chung của sách lễ Roma. Nhằm tránh việc cho rằng cử hành thánh lễ quay lưng lại cộng đoàn là quy tắc mới, Tòa Thánh vào thứ Hai 11 tháng 7 đã công bố một minh định rất rõ là không có những chỉ thị mới về phụng vụ bắt đầu từ mùa vọng tới đây. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh, đã viết trong bản thông báo đáp lại những diễn giải không đúng, theo cha, từ đề nghị của Đức Hồng Y Robert Sara, Bộ trưởng Bộ Phụng Tự. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Phụng Tự, tại hội nghị về phụng vụ diễn ra ở London, Anh Quốc, hôm mùng 5 tháng 7, đã đề nghị các linh mục, khi cử hành các phần phụng vụ hướng về Chúa, thì cũng đặt mình cùng hướng với các tín hữu, nghĩa là hướng về phía đông, hướng về Chúa đang ngự đến, bằng cách quay lưng lại cộng đoàn. Đức Hồng Y Sara, dựa trên ý hướng của các nghị phụ công đồng Vatican II, đã đề nghị các linh mục áp dụng điều này, bắt đầu từ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, tức ngày 27 tháng 11 năm 2016. Đức Hồng Y đã nhận được sự ủng hộ của Đức cha Dominic Ray, giám mục giáo phận Precious Toulon, Pháp Quốc, cũng tham dự hội nghị tại London. Cuối tuần qua, Đức Hồng Y Sara đã ý kiến Đức Thánh Cha Francisco, vốn trước đó Ngài không trình báo với Đức Thánh Cha về đề nghị này. Nhằm tránh bị các phương tiện truyền thông thổi phồng như thông báo những chỉ thị mới, khác với những điều được nêu ra trong quy tắc phụng vụ hiện hành, cha Lombardi nhắc lại những quy tắc liên quan đến cử hành phụng vụ thánh thể được nêu trong sách lễ Roma hoàn toàn vẫn còn hiệu lực. Bất cứ nơi nào có thể, bàn thờ đều được đặt cách tường nhằm giúp đi quanh bàn thờ được dễ dàng, và tại đó cử hành quay mặt về phía dân chúng. Bàn thờ sẽ được đặt làm trung tâm, mặc nhiên quy tụ sự chú ý của toàn thể cộng đoàn tín hữu. Trích sách lễ Roma do Đức Phaolô Đệ Lục ban hành năm 1970, sau công đồng Vatican II. Điều này, Tòa Thánh nhắc lại, vẫn là thể thức thông thường của cử hành thánh lễ. Còn nghi thức ngoại thường, vốn quen thuộc với những người chủ trương truyền thống, và được Đức Benedicto thứ 16 cho phép qua tự sắc ngày 7 tháng 7 năm 2007, thì không thay thế nghi thức thông thường. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối những báo cáo của Linh mục Martin Chibwanja, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Malawi, về tệ nạn sát hại các trẻ em da trắng Albini bên Phi Châu để cung cấp xương và các phần thân thể cho các tay phù thủy ma thuật. Bản báo cáo viết tiếp như sau. Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ âu lo trước các tội phạm sát hại các trẻ em da trắng Albini này, và ngay từ năm 2014 đã báo động rằng các cuộc bầu cử tổng thống là dịp tạo nguy hiểm lớn cho người Albini vì sợ rằng nhiều ứng cử viên có thể chạy tới các thầy phù thủy để có được các thức uống chế tạo với các phần cơ thể của người Albini. Theo một bản tường trình của Hội Hồng Thập Tự, người ta được biết một tay phù thủy sẵn sàng trả 75.000 Mỹ Kim để có một bộ đầy đủ các phần thân thể của người Albini. Bà Vicky Netema, giám đốc điều hành tổ chức Dưới Cùng Mặt Trời, là một tổ chức phi lợi nhuận Canada bảo vệ người Albini, đã cho biết các người hoạt động bảo vệ phẩm giá và quyền của người Albini muốn có công lý cho những người đã bị bắt cóc, cắt chặt các cơ phận hay bị giết chết. Nhưng chúng ta phải biết rằng
các kẻ tội phạm bị bắt giữ đó chỉ là các con cá bé, nghĩa là họ chỉ là các kẻ thừa hành của các con cá mập bên ngoài. Giết các con cá bé địa phương không giúp bắt được những kẻ tung tiền ra để mua chuộc các băng đảng tội phạm, tiếp tục gieo kinh hoàng cho những người Albini vô tội. Hồi tháng 3 năm 2014, ông Zeid Ra'ad Al-Hussein, cao ủy Liên Hiệp Quốc bảo vệ các quyền con người, đã khích lệ các chính quyền Phi Châu mạnh mẽ chiến đấu chống lại tệ nạn dã man này và nghiêm trị các thủ phạm. Theo tường thuật của một số báo chí tiếng Anh bên Burundi, các người trẻ Albini đến từ khắp nơi trong đại lục Phi Châu được tiếp nhận trong một nơi đặc biệt dưới sự che chở của quân đội. Đây là một cố gắng nhằm gây nản lòng cho những kẻ tìm giết người Albini để trục lợi. Theo các tin tức của Liên Hiệp Quốc, trong 6 tháng qua đã có ít nhất là 15 người Albini, đa số là trẻ em, đã bị bắt cóc, giết chết tại vùng Đông Phi Châu. Các phần thân thể của họ được dùng trong các lễ nghi ma thuật phù phép. Vì người ta tin rằng các lời cầu khấn được làm với các phần thân thể của người Albini sẽ đem lại may mắn, tình yêu và giàu có. Tổ chức bảo vệ người Albini Tanzania đã nhiều lần tố cáo chính quyền là nhắm mắt làm ngơ, không làm gì hết để bảo vệ người Albini. Nhưng xem ra, đây cũng là trường hợp của đa số các nước Phi Châu có người Albini. Ca sĩ Salif Keita, danh ca nổi tiếng, được mệnh danh là giọng hát vàng của Phi Châu, cho biết, hồi còn trẻ, khi trông thấy anh trên đường, người ta nhổ nước miếng tỏ vẻ khinh bỉ anh là người Albino. Cho tới nay, đã không có nghiên cứu nào về người Albini bên Phi Châu, nên không có con số chính xác. Nhưng người ta phỏng đoán, có vài phần của lục địa này, số người Phi Châu da trắng lên tới 1/1000. Sự kiện chất melanina thấp khiến cho da, tóc và mắt của họ trắng thay vì đen như mọi người khác. Mặt trời là kẻ thù số một của họ. Vì thế, họ bị bó buộc mặc quần áo kín, che phủ toàn thân thể và bôi kem chống nắng mỗi ngày 2-3 lần, và từ khi còn bé đã phải đeo kính râm và đội mũ suốt ngày. Vì sự thiếu hiểu biết trầm trọng và vì mê tín dị đoan, người Albini thường bị chế nhạo, kỳ thị, đánh đập và hành hạ và có khi bị giết chết, nên rất ít người có thể thắng vượt tình trạng này và đạt tới các địa vị cao trong xã hội Phi Châu. Ông John Makumbe, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Zimbabwe và là chủ tịch Hiệp hội Albini Zimbabwe, cho biết rằng, theo truyền thống, bệnh da trắng bị coi là một chúc dữ hay một cấm kỵ bên Phi Châu. Nhiều người tin rằng có một người bà con Albino là một hình phạt của các thần linh đối với gia đình. Bên Tanzania có khoảng 14.000 người Albini. Họ cũng có thể say mê một thiếu nữ, nhưng cha mẹ bà con họ hàng thường tố cáo họ là làm mất danh dự gia đình. Do đó, thiếu nữ ấy thường bị áp lực gia đình chấm dứt liên lạc với thanh niên Albino. Ngoại trừ vài tổ chức phi chính quyền chú ý bênh vực người Albini, các chính quyền Phi Châu thường tránh né vấn đề. Còn dân chúng thì tin là liên hệ với người Albini có thể lây bệnh F. Điều này gây ra các vụ bạo hành, đặc biệt đối với nữ giới. Và đó cũng là lý do trong các làng quê, trẻ em Albini bị bỏ rơi khi mới sinh ra, hay trong vài trường hợp thê thảm hơn bị sát tế trong các nghi lễ bộ tộc, hay các phần cơ thể của các em được tìm thấy trong các thức uống của các thầy phù thủy. Trong các dịp bầu cử hay lễ hội quan trọng của quốc gia, cha mẹ thường phải giấu con cái có màu da trắng, vì chúng bị tố cáo là đem lại rủi ro. Bên quốc gia Namibia, để thông tin cho dân chúng liên quan tới bệnh này, nhiều nhân viên các tổ chức không lợi nhuận đi tới các làng để nói chuyện với các tộc trưởng, các nhân viên cố vấn và các vị lãnh đạo tôn giáo, cũng như đem theo kem thoa da, kính râm và mũ để phân phát cho người Albini. Có những bác sĩ khuyên cha mẹ phá thai, vì cho rằng các trẻ em Albini sẽ không bao giờ có cuộc sống bình thường thỏa đáng và sẽ chết sớm. Các trường mù sẽ là nơi các em phải đến sống, tuy chỉ có 10% mắt kém chứ không phải mù.
nhạc sĩ Geoffroy Zigoma, đại sứ của các người Albini Malawi, nhấn mạnh rằng các người Albini như anh cũng là người như mọi người khác. Nhưng anh vẫn nói với những người Albini giống anh là đừng chờ đợi gì nơi xã hội cả. Là những người phi châu da trắng, chúng ta phải làm việc cật lực để các sự việc thay đổi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối bài viết nói về tệ nạn sát hại các trẻ em da trắng Albini bên Phi Châu. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về mầu nhiệm Thiên Chúa Quan Phòng. Ngài là đấng sáng tạo vũ trụ, gìn giữ và hướng dẫn vũ trụ về cùng đích của nó theo kế hoạch cứu độ của Ngài. Bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về một thụ tạo đặc biệt mà Thiên Chúa đã dựng nên, đó là các thiên thần. Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt các phần sau. Thứ nhất, có thiên thần hay không? Thứ hai, thiên thần là ai? Và vai trò của thiên thần trong đời sống hội thánh là gì? Chúng ta đi vào tìm hiểu phần thứ nhất, có thiên thần hay không? Trong Kinh Thiên Kính, chúng ta tuyên xưng rằng, Thiên Chúa sáng tạo trời và đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Khi nói đến trời và đất, chúng ta liên tưởng ngay đến những thực tại thuộc về hai thế giới đó. Trời vốn được hiểu là của thế giới thiêng liêng hay vô hình, còn đất thì thuộc về thế giới hữu hình. Thế giới thiêng liêng cũng là những thụ tạo của Thiên Chúa được dựng nên để phục vụ Thiên Chúa và con người. Công đồng Laterano thứ tư khẳng định rằng, ngay lúc khởi đầu, Thiên Chúa đã tạo dựng từ hư không cả hai loài thụ tạo, loài thiêng liêng và loài có hình thể, nghĩa là các thiên thần và vũ trụ vật chất. Kế đến là con người với tính chất của hai loài trên, vừa có tinh thần vừa có thể xác. Vì thế, chúng ta khẳng định rằng có thiên thần, và sự hiện hữu của các thiên thần là một chân lý đức tin. Các thiên thần là thành phần thiêng liêng, không có thể xác. Vậy, các thiên thần là ai? Theo thần học của Thánh Augustino, thì từ ngữ thiên thần ám chỉ chức năng, chứ không nói về bản tính. Xét về bản tính hay hữu thể, đây là loài thuần linh. Xét về chức năng hay hoạt động, các ngài là thiên thần. Tự bản chất, thiên thần là những tôi tớ và sứ giả của Thiên Chúa. Các ngài hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Thiên Chúa trên trời. Các ngài là những người được sai đi thực hiện những mệnh lệnh của Thiên Chúa. Với tư cách là thụ tạo thuần linh, các ngài có trí năng và ý chí. Các ngài cũng là thụ tạo có ngôi vị và bất tử. Các ngài hoàn hảo hơn mọi thụ tạo hữu hình. Trong thế giới siêu nhiên, Đức Kitô là trung tâm của các thiên thần, vì họ được dựng nên nhờ người và cho người. Thánh Phaolô nói, trong Đức Kitô, muôn vật được tạo thành trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình. Dẫu là loài thần thiêng, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ Đức Kitô và cho Đức Kitô. Hơn nữa, các thiên thần còn thuộc về Chúa Kitô, vì người đặt các ngài làm sứ giả thực hiện
ý định cứu độ của người. Ngay lúc sáng tạo và suốt dòng lịch sử cứu độ, các thiên thần có mặt để loan báo về ơn cứu độ và phục vụ cho việc thực hiện ý định đó. Thánh Kinh nói, các thiên thần đóng cửa vườn địa đàng, đã bảo vệ ông Lót, đã chặn tay Abraham khi ông định ra tay sát tế Isaac, đã trợ giúp các ngôn sứ. Cụ thể nhất chúng ta thấy, thiên thần Gabriel đã loan báo việc hạ sinh của Gioan Tẩy Giả và của chính Chúa Giêsu. Thư gửi tín hữu Do Thái đã nói, ngôi lời Thiên Chúa luôn được các thiên thần tôn thờ và phục vụ. Từ khi nhập thể cho đến lúc lên trời, lời ca tụng của các thiên thần khi Chúa Kitô giáng sinh vẫn tiếp tục vang lên trong hội thánh. Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Một lần nữa, chúng ta thấy các thiên thần đã bảo vệ Đức Giêsu khi người còn thơ ấu, đã phục vụ người trong hoang địa, đã động viên người trong cơn lo sợ trước cái chết. Vậy, trong đời sống hội thánh, các thiên thần giữ vai trò gì? Trong khi hội thánh còn trong cuộc lữ hành dương thế, cho tới ngày Chúa quang lâm, các thiên thần vẫn tiếp tục trợ giúp một cách âm thầm và hữu hiệu cho các hoạt động của hội thánh. Vì thế, trong phụng vụ, hội thánh liên kết với các thiên thần để tôn thờ Thiên Chúa ngàn trùng chí thánh. Hội thánh vẫn hằng cầu xin các thiên thần gìn giữ và cầu bầu cho mình từ lúc khởi đầu đời sống tín hữu cho đến lúc lìa đời. Ngay cả khi đã lìa cõi thế, hội thánh tiếp tục cầu xin các thiên thần của Chúa dẫn đưa bạn về thiên đàng. Một cách đặc biệt, hội thánh vẫn dành một số lễ để kính nhớ các tổng lãnh thiên thần và các thiên thần hộ thủ. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Basilio nói, mỗi chúng ta đều được Thiên Chúa ban cho một thiên thần hộ thủ để các ngài bảo trợ và hướng dẫn chúng ta đến sự sống đời đời. Ngay tại thế này, trong đức tin, đời sống của người Kitô hữu chúng ta cũng luôn tham dự vào cộng đoàn diễm phúc của các thiên thần, để không ngừng ca tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Không chỉ chúng ta và các thiên thần hằng liên lỉ ca tụng Thiên Chúa mà thôi, nhưng toàn thể thế giới vạn vật cũng không ngừng lên tiếng ca ngợi vinh quang Thiên Chúa. Trong bài tìm hiểu lần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về thế giới vạn vật này. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn. Qua muôn kiếp muôn đời, người đã yêu nhân thế, dù thế nhân bạc hoa. Vui lên hỡi ai người, ngược xuôi cùng năm tháng, bôn ba giữa chờ đời, vì tình yêu Thiên Chúa vẫn hàng luôn đời. Tình yêu thương bao la, ngày bán cho riêng ta, ngàn đời xin hát ca, ca tụng Chúa Thiên Tòa. Tình yêu thương bao la, ngày ban cho riêng ta ngàn năm không phôi pha. Trên cao Chúa âm thầm nhìn con đầy âu yếm, sao con vẫn hững hờ vì đời con tội lỗi mà Chúa luôn chờ mong. Mong con sẽ quay về, về bên tình yêu Chúa, cho con sống an bình vì tình yêu Thiên Chúa dắt dìu qua tháng năm.
tình yêu và ước muốn, tâm tư những vui buồn, cuộc đời bao gian khó, nguyện Chúa luôn chờ che. Dâng lên Chúa thiên đình, đời con nhiều sai lỗi, xin thương xót giao hòa, vì tình yêu Thiên Chúa chính nguồn ơn thứ tha. Tình yêu thương bao la, Ngài ban cho riêng ta, ngàn đời xin hát ca, ca tung Chúa thiên tòa. Tình yêu thương bao la, Ngài ban cho riêng ta, ngàn năm không phôi pha. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu những ngày lễ lớn trong đời sống đức tin của dân Israel. Hôm nay, chúng ta cùng với Đức Cha Phêrô tìm hiểu về sự chọn lựa của dân Israel trước hai con đường, sống và chết, trong chương 30, từ câu 15 đến câu 20 của sách Đệ Nhị Luật. Thế rồi cuối cùng như là một tổng kết cho sách Đệ Nhị Luật. Tôi mời các anh chị lấy sách Đệ Nhị Luật ra ở chương 30. Hai con đường. Hai con đường. Câu 15. Nếu mà chúng ta đọc đầy đủ thì phải đọc từ câu 15 đến 20. Hai con đường mà Mô-xê trình bày do dân Chúa chọn lựa và cho chúng ta chọn lựa. Mời các anh chị này. Coi đây, hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn. Hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là phải chết, bị tai họa. Hôm nay tôi truyền cho anh em phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đi theo đường lối của Người và tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định của Người, để anh em được sống, được thêm đông đúc, và Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em chúc phúc cho anh em trong miền đất anh em sắp vào chiếm hữu. Nhưng nếu anh em trở lòng và không vâng nghe, lại bị lôi cuốn và sụp xuống lạy các thần khác và phụng thờ chúng, thì hôm nay tôi báo cho anh em biết, chắc chắn anh em sẽ bị diệt vong, sẽ không được sống lâu trên đất mà anh em sắp sang qua sông Jordan để vào chiếm hữu. Hôm nay tôi lấy trời đất làm chứng cáo tội anh em. Tôi đã đưa ra cho anh em chọn được sống hay phải chết, được chúc phúc hay bị nguyền rủa. Anh em hãy chọn sống để anh em và dòng dõi anh em được sống. Nghĩa là hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, nghe tiếng Người và gắn bó với Người. Vì như thế anh em sẽ được sống, sống lâu mà ở lại trên đất Đức Chúa đã thề với cha ông anh em là ông Abraham, ông Isaac và ông Jacob rằng Người sẽ ban cho các ngài. Mô-xê đặt dân Chúa trước một chọn lựa sống và chết. Thế thì ở đây đó, Mô-xê giúp cho ta thấy được cái ý nghĩa tích cực của lề luật mà ngày hôm nay hình như là đôi khi ta quên, nhất là do ảnh hưởng của nhiều trào lưu tư tưởng. Cái lề luật mà Thiên Chúa ban tặng cho mình là nhằm cho mình sống à, chọn sự sống.
chứ không phải là để hủy diệt, để giết chết mình. Nhưng mà lối sống của thời đại ngày hôm nay đó thì lại dễ gieo vào trong lòng chúng ta cái ý tưởng rằng tôi mà đi đạo, tôi phải giữ luật này luật kia thì là tôi chết, cái sự sống của tôi nó bị giảm thiểu đi. Giả như mà tôi không theo đạo thì có phải là thoải mái không? Đằng này theo đạo cái là phải theo cái luật này, theo cái luật nọ, mất tự do, đời sống mất thoải mái, mất hưởng thụ. Các anh chị thấy rõ không? Cái lập luận của thời đại ngày hôm nay nó là như vậy. Nhưng mà ở đây thì Môi-se giúp cho mình thấy ý nghĩa tích cực của lề luật là ban tặng sự sống. Và lúc đó ta khám phá ra hai điều này. Điều thứ nhất đó, là có những con đường người ta tưởng là sống mà hóa ra là dẫn đến cái chết. Tưởng là sống mà hóa ra là chết. Bây giờ giả như ta phỏng vấn một bạn trẻ mà nghiện ma túy chẳng hạn, rồi cuối cùng thì bị HIV chẳng hạn. Bây giờ phỏng vấn và hỏi bạn trẻ đó rằng, vậy thì lúc ban đầu khi mà em chơi ma túy đó, thì em muốn sống hay là muốn chết? Thì trả lời sao? Sống chứ, sống mãnh liệt chứ, phải không? Thì sống mãnh liệt chứ. Phải chơi cái này vào thì sống nó mới đã chứ. Nó mới đến nơi, đến chốn, nó mới lên mây chứ. Nhưng mà rồi, cái mà mình nghĩ là sống thì nó dẫn đến cái chết. Và ngược lại thì Chúa Giê-xu nói với mình về cái nghịch lý của sự sống. Chính là chết thì lại dẫn đến sống. Hạt lúa bị gieo xuống đất mà không chết đi thì nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó chết đi thì nó mới sinh nhiều bông hạt. Cái nghịch lý của sự sống. Cái nghịch lý mà Thánh Phanxicô khó khăn hát ở trong Kinh Hòa Bình đó. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Chính lúc thứ tha là khi được tha thứ. Cái nghịch lý của sự sống. Và cái điều khó cho chúng ta đó là khám phá ra được cái nghịch lý của sự sống này, không phải chỉ bằng lý luận mà là bằng con tim của mình. Và chỉ có Chúa Thánh Thần mới giúp cho mình khám phá được cái nghịch lý của sự sống. Không chỉ là khám phá mà có khả năng để sống cái nghịch lý đó trong cuộc đời của mình. Hình như là đôi lúc Chúa ban cho chúng ta có cái cảm nghiệm như vậy. Chẳng hạn như một ngày nào đó mà các anh chị hy sinh một buổi sáng đi làm công tác bác ái xã hội, đi thăm viếng một bệnh nhân, đi an ủi một người liệt lào chẳng hạn, coi như mình mất một buổi sáng. Nhưng mà khi trở về nhà mình thấy tâm hồn của mình nó đấy, mình thấy tâm hồn của mình nó sống, mình thấy tâm hồn của mình nó an vui. Chú cho mình có được cái cảm nghiệm đấy, cái cảm nghiệm về nghịch lý của sự sống. Và ngược lại Chú cũng cho mình cái cảm nghiệm được cái điều mà mình nói là nhiều khi tưởng là sống mà hóa ra là chết. Là biết đâu một lúc nào đó mình cũng lăn vào để đi tìm sự sống trong những thỏa mãn này, thỏa mãn khác. Thế nhưng mà chỉ ngay sau đó thôi, mình thấy sao tâm hồn nó trống rỗng vậy, nó bất an vậy, và cái nỗi buồn nó kéo dài vậy. Đấy, nó không còn là lý thuyết nữa, mà là cái kinh nghiệm của đời sống. Cái khổ cái là cái lúc đấy thì chúng ta ngộ ra, nhưng mà hôm sau quên mất, xong rồi lại tiếp tục đâu vào đấy thôi. Thành thử ra tôi chọn cái lời của Môi-se này về hai con đường để coi như kết thúc cuốn sách Đệ Nhị Luật nữa. Thì đấy là điều mà chúng ta thỉnh thoảng cũng nên đọc lại
để suy nghĩ cho đời sống đức tin của mình. Cảm ơn các anh chị. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện. Một tu sĩ trẻ được gửi đến thực tập ở một xưởng sản xuất nhỏ. Công việc của xưởng là dệt một khung vải rộng lớn. Trên đó, mỗi người dệt một phần được chia. Chỉ làm được ít hôm, thầy tu không chịu nổi công việc nhàm chán, liền cáo gắt phản ứng với vị linh mục chủ nhiệm. Thưa cha, trước khi được sai đến đây, người ta nói, con sẽ tham gia một công trình nghệ thuật có giá trị. Vậy sao con chỉ làm một việc tầm thường, là dùng kim đâm qua xỏ lại như một cái máy? Con không thấy nghệ thuật đâu cả. Nghe thế, vị linh mục mới nhẹ nhàng khuyên giải. Con ơi, bây giờ con chưa thể thấy được công trình nghệ thuật mà chúng ta đang thực hiện. Những gì con đang thấy là mặt trái của tấm thảm. Hơn nữa, việc con đang làm là một điểm nhỏ trong công trình mà thôi. Khi công việc đã hoàn thành, người ta lật tấm thảm lên. Bấy giờ, vị tu sĩ trẻ mới thấy rằng mình đã góp phần làm nên một tuyệt tác. Đó là bức tranh thiêu hình ba đạo sĩ đến Bethlehem để triều bái hài nhi Giê-xu. Những đường kim mà thầy tu trẻ thiêu dệt chính là ánh hào quang sáng chói trên đầu hài nhi. Lúc này thầy mới nhận ra ý nghĩa công việc nhỏ bé mình đã làm. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời mỗi người chúng ta cũng giống như một tấm thảm được nhìn từ mặt trái. Đừng để những điều đơn điệu nhàm chán che khuất hướng đi của mình. Đừng để những khó khăn thất bại làm chúng ta chán nản kiệt sức. Nhưng hãy tận dụng và hóa giải chúng thành niềm vui an bình. Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta đừng coi thường những việc nhỏ bé. Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu đã nên thánh qua những công việc tầm thường với một con tim yêu mến phi thường. Chúng ta hãy làm mới cuộc sống mình bằng những khát vọng, bằng niềm đam mê được phục vụ vì hạnh phúc của người khác.
bản thân chúng ta đã được lãnh nhận biết bao ân phúc từ Thiên Chúa. Những tia nắng xuân dịu dàng ấm áp, bầu trời mùa thu trong trẻo, cơn mưa hạ xua tan nóng bức. Đó chẳng phải là món quà vô giá của vũ trụ trao tặng sao? Ngắm nhìn vẻ tinh khiết của hạt sương, thưởng thức chút hương hoa tỏa ra từ một bông hoa. Có bao giờ chúng ta tin nhận đó là lời nhắn gửi ngọt ngào của đấng tạo hóa không? Tác giả Thánh Vịnh 143 đã nói hộ chúng ta điều đó với những lời nguyện cầu ý vị. Lạy Chúa, ngay từ buổi sớm mai, xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa. Xin chỉ dạy đường lối phải theo, vì con nâng tâm hồn lên cùng Chúa. Trong thư gửi giáo đoàn Côlôse, Thánh Phaolô Tông Đồ đã chỉ cho chúng ta một nguyên lý để sống trọn niềm vui an bình. Đó là luôn có sự gắn kết với Đức Giêsu để tâm hồn được bình an. Ước gì ơn bình an của Đức Giêsu Kitô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến để hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân. Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Nếu luôn sống thân tình với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ cảm thấy không có công việc nào là nhàm chán nặng nề. Mỗi một ngày sống, mỗi con người chúng ta gặp đều là những mảnh ghép tạo nên bức tranh sinh động, nếu chúng ta khéo léo hòa trộn các màu sắc. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi hành động chúng ta làm luôn có sự cộng hưởng rất lớn. Một câu nói vui vẻ, hòa nhã, làm cho người nghe hài lòng cảm kích. Trái lại, những lời nói phẫn nộ, giận dữ, gây ra nỗi sợ hãi bất an. Muốn thành công trong cuộc sống, chúng ta đừng ngần ngại đón nhận mọi việc xảy ra với ý hướng tích cực. Đó cũng là cách chúng ta rèn luyện chính mình để trở nên hoàn thiện. Hãy có thái độ bình thản trước mọi bất trắc khó khăn. Khiêm tốn lắng nghe với những lời chỉ trích. Sẵn sàng đối thoại và độ lượng tha thứ khi bị người khác xúc phạm. Trên hết mọi sự, hãy thực thi lời Chúa Giêsu khuyên dạy, tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Đó là khuôn vàng thước ngọc của người môn đệ Đức Giêsu. Lạy Chúa Giêsu là nguồn mạch mọi điều thiện hảo. Xin cho chúng con biết vượt qua con người yếu đuối của mình, biết ước muốn và làm những việc lành, để chúng con tìm thấy niềm vui an bình trong tâm hồn. Xin Chúa thánh hóa mọi công việc chúng con làm, cho chúng con biết dựa vào ơn thánh của Chúa, để có được sức mạnh vượt thắng những đam mê tội lỗi và giữ trọn lòng trung tín với Chúa. Amen. Giang cánh chim bằng êm oai như là bồng bông, nhiều con bé nhỏ muôn nẻo đường dương gian, đường uy nan qua vực sâu núi cao, chẳng nơi nào không tình sâu nghĩa đầy. Tháng ngày ở bên cha, đất trời tỏa. Tình dân bao la, đến muôn đời tình chẳng phai nhòa, người thương ta. Dân...
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.